là một trong năm địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Sáng nay ngày 9 tháng 7, đội kiểm tra liên ngành thành phố Tân An đã ra quân kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này tại một số tuyến đường khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Ghi nhận thực tế của phóng viên thời sự. Chỉ thị 16 của Chính phủ đưa ra thì tôi đọc, nhưng mà ở đây là không có người ngoài, thì sáng thì phải chờ hàng công ty xuống để nhận hàng đi. Vậy thôi chứ còn không có người ngoài tập trung vô đây. Đó, và ở đây thì mọi người thì tài xế với nhân viên giao hàng thì được test hết, kiểm tra hết để mới phục vụ cho bà con mình được về cái hàng tiêu dùng. Thì ở đây là sẽ cam kết là thực hiện giãn cách xã hội là đúng theo chỉ thị của 16. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ, vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là, vẫn còn tình trạng uống cà phê tập trung đông người, khi có lực lượng chức năng đến thì bỏ chạy, bàn ghế vẫn để san sát nhau, một số ly cà phê vẫn còn trên bàn như thế này. Biết nhưng mà tôi nói chung tôi đuổi mấy ngày nay là tôi không có cho ngồi, mà nói chung bị trời mưa hồi nãy nữa đó, cái người ta qua người ta ngồi đợi, nói chung bị ghế này tôi dẹp không được, cho nên mấy ông qua ngồi đợi. Dù có đưa ra lý do như thế nào, cũng không che được hành vi cố tình bán tại chỗ, đồng nghĩa với việc đối phó với lực lượng chức năng. Còn tại khu vực công cộng như công viên phường 2 và phường 3, tình trạng tụ tập nói chuyện, không giữ khoảng cách vẫn còn, một số người mang khẩu trang để đối phó, thậm chí đến nơi công cộng nô đùa mà không mang khẩu trang. Qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thì đa phần người dân trên địa bàn thành phố Tân An đã biết và chấp hành tốt. Tuy nhiên, còn một số người chưa thực hiện đúng, đội kiểm tra liên ngành thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra các cơ sở cung cấp dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở bán ăn uống mang về và các dịch vụ khác. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, các lực lượng chức năng cần quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.